Rồi, xin chào các anh chị và các bạn, tôi là Trọng Quang Huy. Hôm nay muốn gửi cho đến các chị và các bạn một chủ đề, đó là xử lý cái vấn đề tôm chậm lớn, đường ruột xấu, phân trắng do nhiễm ký sinh trùng. Đây là một vấn đề mà vô cùng nan giải trong cái thời gian vừa qua, đặc biệt là việc nuôi tôm thẻ chân trắng trên ao tròn lót bạc cũng như là ao lót bạc và kể cả ao đất, vô cùng nghiêm trọng vì nó làm tôm cực kỳ chậm lớn. Đối với rất nhiều loại giống khác nhau, kể cả giống CP hay là những loại giống khác đến từ nguồn gốc xuất xứ từ SAS chẳng hạn, hay là Hayaqua, hay là Konabe, hay là OI đến từ Hawaii, tất cả đều có một cái gọi là vấn đề như nhau. Đấy. Và hôm nay tôi muốn gửi đến các anh chị các bạn cái lý do tại sao nó bị như vậy và chúng ta giải quyết nó như thế nào. Như các bạn đã biết thì tôm nhiễm ký sinh trùng. Thì con ký sinh trùng nó có cái hình dạng trùng với cái hai tế bào Gregorin có tên là vermiform ha. Hình dạng của nó thì giống như con dung, và có một loại nữa là trùng loa kèn và sắn đơn chủ. Thì như các bạn đã biết thì ký sinh trùng thường ký sinh trên gan tụy và cũng như là ruột tôm của cái tôm nhiễm bệnh. Nó rất nghiêm trọng và có thể là nó bám vào thân của con tôm nữa các anh chị. Đấy, cho nên nó vô cùng quan trọng. Và nếu mà tôm nhiễm bệnh nhẹ thì đường ruột nhỏ, cong và thân có nhiều cái chấm nâu trên lưng. Tôm ăn rất là nhiều nhưng ít lột xác và ít tăng size. Đấy, đó là cùng vô cùng vấn đề. Và nếu mà tôm nhiễm bệnh nặng thì tôm phân bị lỏng và bị phân trắng nổi trên mặt nước. Và hiện tượng này được gọi là hội chứng phân trắng, nó là White Feces Syndrome. Đấy. Về cái hình dạng ký sinh trùng được như các bạn đã biết thì chúng ta có thể soi trên kính hiển vi có thể nhìn thấy được, soi sóng thôi. Chúng ta lấy cái gan tôm, một cái mảnh nhỏ để soi trên kính hiển vi, và đồng thời cũng có thể là lấy đường ruột tôm soi trên kính hiển vi, và cũng có thể là các anh chị lấy nước ngoài ao nuôi soi trên kính hiển vi, đều có thể là phát hiện được con ký sinh trùng này. Và cách soi như sau thì các anh chị có thể đầu tiên các anh chị soi lên cái lăng kính 10 ha, sau đó chúng ta soi lên cái lăng kính 40, tức là gấp 40 lần lên thì đã thấy được con ký sinh trùng rồi này. Vì nó rất là lớn các anh chị, cho nên về kích thước cho nên rất dễ phát hiện. Đấy, và như trên hình các anh chị đã thấy nó có những cái loại như là ký sinh trùng như là loa kèn, nó còn một loại thì nó giống như con vuông hoặc là giống như con sán, hoặc là sán lá gan. Đó, thì đây tất cả những cái này các anh chị có thể là nhìn nhận trên cái hình mà tôi cung cấp cho các anh chị. Và cái biểu hiện nhiễm ký sinh trùng như sau. Trên cái lưng gan của tôm thì các anh chị thấy gan bắt đầu là ban đầu thì nó đậm, sau đó có tính chất là nó nhạt dần, và có cái lớp mỡ bao ở trên gan tôm cũng bị biến mất đi. Và trên thân tôm thì có cái hiện tượng là cái chấm 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 rất là nhiều, chấm nâu. Và có một điều nữa là cái đường ruột hơi cong cong một tí. Đấy, đó là những cái mà biểu hiện của con tôm. Nhưng mà dần dần về sau thế là gan tôm nó bị mờ dần đi nhiều đi. Một số anh chị em cứ nghĩ nó là bị gan tụy nhưng mà không phải, nó là nguyên nhân từ nhiễm ký sinh trùng. Cái hiện tượng này các anh chị hãy đưa đến phòng kiểm nghiệm của mình gần nhất ở khu vực mình đang nuôi tôm ha. Thì phòng kiểm nghiệm họ có thể giúp được các anh chị để mà kiểm tra được rất là nhanh chóng thôi. Còn những khu nuôi lớn như là 4-5 ao trở lên thì các anh chị nên mua một cái kính hiển vi đem về nhà mình. Kính hiển vi cũng rất là rẻ thôi, nó cũng 5-6 triệu đồng một cái, thì chúng ta có thể dùng rất là lâu dài và kịp thời. Nên kiểm tra thường xuyên cái vấn đề này, cứ 7 đến 10 ngày các anh chị kiểm tra một lần để mà phát hiện ra xem. Có một số anh chị thì nói ô tôi không có cần phải đi kiểm chi cho mất thời gian, thôi đến cứ 7-10 ngày như anh Huy nói tôi diệt ký sinh trùng một lần. Điều này cũng được nhưng mà nó gây lãng phí cho các anh chị. Nếu như tôm các anh chị không bị nhiễm ký sinh trùng mà các anh chị đánh, hoặc là tôm các anh chị đường ruột tốt mà các anh chị lại đi sổ ký sinh trùng, thì nó sẽ cứ như các anh chị đã biết thì khi sổ ký sinh trùng thì trong vòng 3-4 ngày đầu đường ruột nó sẽ phân nó nát các anh chị, và đường ruột nó bị sổ hết ra. Đấy, chính vì vậy tất cả khi mà sổ ra thì các anh chị đã biết là hệ thống vi khuẩn trong đường ruột nó sẽ bị hư hết. Và chính vì vậy các anh chị phải cấy một hệ khoáng khuyển khuôn đường ruột trở lại quay mới. Đó là cái điều mà lãng phí khi các anh chị không có kiểm tra trước khi mà các anh chị tiêu diệt nó. Rồi,
Nhưng cái hình tiếp theo thì các anh chị thấy có rất nhiều cái đốm nâu trên cái đường ruột của tôm. Có nhiều cái đốm nâu trên đường ruột như các chị đã thấy đó. Khi bóc cái đường ruột ra thì các anh chị có nhiều đốm nâu nhỏ trên ruột. Đấy. Và khi mà nặng thì phân trắng nó nổi trên mặt nước rất là nhiều, các anh chị thấy nổi lên bên một cọng rất là dài. Đấy. Thì cái hiện tượng này là cái hiện tượng mà con tôm nó không thể nào tải hết cái là hàm lượng lipid trong trong phân tôm. Chính vì vậy khi mà lipid này nó ra ngoài môi trường thì nó dẫn đến cái tình trạng là nó nhẹ hơn nước và nó nổi lên bên trên mặt nước. Nó không như cái đường phân trước đây là cái đường phân mà nó nặng hơn, nó chứa nhiều cái chất xơ cũng như là chất thừa thải mà không có thể nó hấp thu được hết và nó đào thải ra ngoài. Đấy. Bằng gây bệnh phân trắng. Nên chúng ta cần tiêu diệt đồng thời ký sinh trùng cũng như là vi khuẩn. Thì cái việc diệt vi khuẩn phân trắng và ký sinh trùng ở những nơi nào, như các anh chị chú ý ha, thì các anh chị phải diệt từ đâu ạ? Diệt từ ngoài ao lắng luôn các anh chị. Sau đó các anh chị diệt trong ao nuôi, và tiếp theo là các anh chị nên diệt trong đường ruột cũng như là gan tôm. Chúng ta tiêu diệt toàn bộ, toàn bộ thì may ra chúng ta mới có thể cứu được đàn tôm của chúng ta. Và cái phương pháp xử lý như sau. Cái việc mà diệt bằng sản phẩm gì thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu. Trên thị trường thì có rất nhiều sản phẩm có thể diệt được ký sinh trùng, như là Pronobol hay là Quaritzanteo hay là Ivermectin hay là Methandazone hay là Ethandazone, rất là nhiều sản phẩm có thể là diệt được ký sinh trùng. Nhưng thì vì vậy mà tôi chỉ đề xuất các anh chị là diệt cái sản phẩm này của công ty OBS thì có thể là vừa diệt được vi khuẩn mà cũng thể vừa được diệt ký sinh trùng, đó là hai trong một, rất là tuyệt vời. Và đặc biệt sản phẩm này nó không ảnh hưởng gì đến tảo của ao nuôi mình cũng như là nó làm ảnh hưởng đến tôm. Đó đó là cái sản phẩm mà hợp thai với cái liều dùng là 1 lít trên 1.000 khối nước và dùng lúc 5 giờ chiều. Các anh chị diệt 2 ngày liên tục thì vô cùng hiệu quả. Và các anh chị cách dùng như sau, các anh chị hãy dùng sản phẩm này pha với nước ngọt và tạt đều xuống ao nuôi và chạy quạt cho nó mạnh ha. Nhớ tránh cái cửa ăn ra. Và cái việc mà bổ sung sản phẩm gì để phục hồi cái đường ruột sau khi các anh chị xử lý thì các anh chị hãy nên cắt giảm 50% lượng thức ăn, đồng thời trộn các sản phẩm như sau. Thứ nhất, chúng ta ngay cái đầu ngày đầu tiên chúng ta diệt vào lúc 5 giờ chiều tối của ngày đầu tiên, thì bắt đầu ngày sáng hôm sau là bắt giờ đầu các anh chị đã trộn rồi ha. Cái sản phẩm trộn đầu tiên của nó là sản phẩm diệt ký sinh trùng trong gan và ruột tôm, đó là Bioragi. Thì Bioragi nó có cái thành phần là Brazi quang teo ha, 100 g. Đấy. Thì cái sản phẩm này các anh chị có thể là dùng để mà diệt trong đường ruột. Các anh chị có thể dùng 20 lít trên 1 ký thức ăn, dùng 2 cử trong 1 ngày, cử sáng và cử chiều, và dùng liên tục 2 ngày thì sẽ hiệu quả rất là cao. Và những cử còn lại thì các anh chị bổ sung cho nó một hàm lượng enzyme rất là cao, đó là One Quick Stream. Thì One Quick Stream này nó có đầy đủ những cái enzyme để mà giải quyết, giúp cho làm mềm viên thức ăn, như là enzyme proteasa, enzyme amylase. Proteasa là phân hủy cái protein các anh chị nha, và amylase là phân hủy tinh bột, cellulose nó phân hủy các cái chất xơ, và lipase nó phân hủy cái nó giúp phân hủy cái lipid ha, mỡ. Đấy, đấy là những cái enzyme rất tuyệt vời nằm trong One Quick Stream. Các anh chị có thể trộn liều 10 g trên 1 ký thức ăn. Và nên nhớ trong thời điểm này đường ruột tôm rất là kém và pH cao. Chính vì vậy các anh chị phải đẩy pH xuống thấp xuống bằng cách dùng các axit hữu cơ và đó là Virocid. Thì cái sản phẩm Virocid này chúng tôi nhập từ Đức, của tập đoàn của Đức các anh chị nha, nhập từ Đức về và nguyên chất từ châu Âu. Đấy, và chúng tôi đem về chỉ có sang chiết nó nhỏ ra thôi. Thì với cái liều là 10 g trên 1 ký thức ăn các anh chị nha. Và đường ruột tôm thì chúng ta hãy dùng cái men đường ruột mà đặc trị phân trắng. Phải nói là chúng tôi phải nói là đặc trị phân trắng. Đó là con vi khuẩn Bifidobacterium và con khuẩn Lactobacillus, con khuẩn Enterococcus faecium. Thì nó có trong cái tên sản phẩm là Epilac với cái liều là 10 g trên 1 ký thức ăn. Hoặc là các anh chị có thể dùng cái Epicin D với liều 10 lít 10 ml trên 1 ký thức ăn cũng được. Và Epicin D là một dòng sản phẩm cũ của chúng tôi ha, mà sản phẩm Epilac là sản phẩm mới. Đấy. Và các anh chị nên bổ sung dinh dưỡng cho con tôm phục hồi cái đường ruột cũng như phục hồi cơ thể của nó trong thời điểm này. Đó là Vanagen với liều 5 ml trên 1 ký thức ăn. Đó. Và đấy là những cái mà chúng tôi nhắc nhở các anh chị để mà trong cái quá trình điều trị cái bệnh phân trắng. Có rất nhiều các anh chị em điều trị phân trắng cuối cùng là
tôm không thể nào mà phục hồi được, và dẫn đến tình trạng là khó có thể mà dứt được cái băng rán. Thì như trong cái tình huống này chúng tôi làm rất tốt chuyện này. Ngoài ra thì các anh chị có thể là bổ sung thêm cái kháng sinh một ngày một liều và trong 4 ngày liên tục, thì các anh chị có thể bổ sung cái Suntrim hoặc là bổ sung thêm cái kết hợp cùng chung với lại Chlorpheniconazole. Chlorpheniconazole thì đó là hai cái sản phẩm mà các anh chị có thể là bổ sung cho trong cái quá trình điều trị phân trắng. Nhớ chọn 4 ngày thôi, maximum là 5 ngày và một ngày đúng một cử cho huy là được rồi, đừng có lạm dụng nó. Các anh chị càng lạm dụng kháng sinh thì sau cái đợt điều trị này con tôm các anh chị sẽ không ăn mà nó bỏ ăn luôn, lơ ăn luôn. Đấy, đó là cái điều mà rất rất nhiều những cái farm nuôi bị cái tình trạng là sau khi điều trị được phân trắng, tôm không phát triển, đường ruột ngày càng teo và tôm ốp không chịu ăn. Đấy. Và vấn đề xử lý môi trường triệt để trong thời gian điều trị. Sau khi mà diệt bằng hơ thai ngày thứ hai thì ta tiến hành thay nước với cái lượng từ 40 đến 50% nhằm loại bỏ hết những ký sinh trùng và vi khuẩn gây bệnh còn sót lại mà chúng ta chưa tiêu diệt hết nó được, nằm trong ngóc ngách nào đó. Và đồng thời thì giúp tôm lột xác nhiều hơn và đồng loạt hơn. Và nên nhớ là chúng ta hãy tiến hành cái vi sinh liều cao trong 2 ngày liên tục với cái liều là 227 g Epsibon hoặc là BST cũng được, trên 1.000 mét khối nước. Và chúng ta tăng cường bổ sung khoáng cho nước như là Mix 200, Richmond Plus hoặc là White Cell với cái liều